Em xin mến chào anh chị và các bạn thích cây mai vàng. Trước tiên em xin được chúc cho anh chị luôn luôn thật nhiều sức khỏe, vui vẻ, may mắn và thành công trong tất cả các công việc. Thì ngày hôm nay là 27 tháng 6 âm lịch, em cũng trở lại công việc chăm sóc cũng như nhân tiện. Ngày hôm nay em phun phòng bỏ trĩ nấm bệnh và kết hợp phun phòng nhện đỏ cho vườn mai của em. Thì em cũng làm clip chia sẻ đến anh chị để anh chị mình cùng xem cũng như nhắc anh chị mình phun thuốc để chăm sóc cho cây mai của mình được tốt hơn ha. Bởi vì tới thời điểm này là cái thời điểm quan trọng để giúp cho cây mai chúng ta nó phân hóa bóp nụ. Mà anh chị mình không để ý tới việc phun phòng sâu rầy cũng như nấm bệnh để bảo vệ giữ cho bộ lá của cây mai chúng ta nó xanh khỏe. Thì dù cho anh chị mình có sử dụng tới cái loại phân bón gì đi chăng nữa thì cây mai của mình nó cũng không thể nào phát triển bóp nụ lên được như ý ha. Cũng như giai đoạn này để cho nhện đỏ hoặc nấm bệnh làm cho cháy lá, khô lá, hư lá, thì lúc đó anh chị mình có bón phân hay phun xịt thì nó cũng không có lên được cái bóp nụ nào ha. Cũng như tới giai đoạn cuối năm khi hết mưa, nắng gắt, bộ lá trên cây mà nó khô cháy thì nó rụng sớm, thì Tết cũng không có bông để chơi ha anh chị. Cho nên anh chị mình phải hết sức lưu ý ha. Đó thì để không mất nhiều thời gian, bây giờ em sẽ quay và chia sẻ cũng như những cái loại thuốc mà em sử dụng để phun cho vườn của em trong ngày hôm nay để anh chị mình cùng xem. Thì như hôm giờ em cũng đã quay và chia sẻ đến với anh chị rất nhiều những cái công việc để chăm sóc cho cây mai trước cái giai đoạn mà chúng ta sử dụng phân bón để cho cây nó phân hóa bóp nụ, như là bấm chặn đọt. Thì cách đây mấy hôm em đã bấm chặn đọt đồng loạt cho vườn mai của em. Thì tới ngày hôm nay em phun phòng thuốc bọ trĩ, nhện đỏ cũng như kết hợp nấm bệnh để có thể giữ cho bộ lá của cây mai nó luôn luôn xanh khỏe. Và khi những cái nụ kim nó hình thành lên thì không có bị bọ trĩ chích thúc làm cho nó đen đen nụ, đen những cái ngòi kim ha. Và trong cái giai đoạn tháng 7, tháng 8 thì chúng ta vẫn đang còn lấy thêm một cơi đọt nữa ha, 1 đến 2 cơi. Đây là những cơi đọt cuối, nó phát triển tới đâu là nó ôm búp nụ lên tới đó. Cho nên chúng ta cũng phải chăm sóc cho thật tốt ha, chứ không phải thời điểm này chúng ta bón phân tạo nụ là chúng ta tạo lấy ở bên trong, còn bên ngoài này chúng ta bỏ ha anh chị. Chúng ta lấy bóp nụ từ giờ cho đến hết tháng 8 âm lịch, tức là những cái cây đọt sau này nó phát triển ra nó ôm nụ qua tới tháng 9 âm lịch, khi đó là chúng ta mới bắt đầu ức chế đọt hoàn toàn để cho nụ nó lớn đều. Và nếu như anh chị mình muốn bón phân để cho cây nó phát triển lên được nhiều bóp nụ thì đòi hỏi chúng ta phải giữ cho cây mai của mình nó luôn luôn khỏe mạnh, bộ lá trên cây nó phải xanh tốt thì nó mới quang hợp và nó trao đổi dinh dưỡng được. Chứ còn anh chị mình để cho bộ lá của cây nó bị nấm bệnh, cháy lá hoặc là nhện đỏ nó tấn công làm cho nó mất đi cái màu xanh thì cây mai chúng ta nó không quang hợp và trao đổi dinh dưỡng được, thì lúc đó cái chất lượng bóp nụ nó cũng sẽ giảm ha. Cũng như anh chị mình muốn giữ được những cái bóp nụ cho đến ngày Tết nó nở ra rực rỡ thì chúng ta cũng phải giữ cho cái bộ lá này đến cuối năm ha anh chị. Chứ còn tới tháng 10, cuối tháng 10, tháng 11 khi đó nắng gắt, gió mạnh mà những cái lá trên cây nó đã bị cháy, bị nhện đỏ, nó khô dọp thì cái giai đoạn đó nó rụng lá, bóp nụ trên cây nó sẽ bùng nở ha. Cho nên anh chị mình phải lưu ý chúng ta chăm từ đầu năm tới giờ đã giữ được cây mai của mình nó khỏe mạnh rồi thì từ giờ đến cuối năm chỉ còn có vài tháng nữa thôi, chúng ta cố gắng. Đó đây ha, đây là cây mai ở trên vườn của em, nó đang bị nhện đỏ tấn công, duy nhất có một cây ha. Hôm tuần rồi em mới phát hiện là em sử dụng thuốc em phun chặn liền ha anh chị. Thì hôm nay những cái chồi mới nó đã phát triển ra rồi. Thì
khi nó tấn công nó chích thuốc nhựa cái mức độ nhẹ, thì anh chị mình thấy cái lá nó chỉ hơi hơi ha, nó hơi hơi móc móc như thế này, nhưng từ từ đến khi mức độ nặng là tất cả cái lá nó chuyển sang cái màu như thế này. Đó, anh chị mình nhìn kỹ ha, rất giống như là cái bụi xe nó chạy nó bám lên ha, mất luôn cái màu xanh. Đó, mặt dưới lá thì nó có những cái lấm tấm giống như cám ở bên dưới ha. Thì có nhiều bạn hỏi cây mai em nó bị nhện đỏ, em phun thuốc em trị thì những cái lá này nó có xanh lại không? Không thể xanh được ha anh chị. Chúng ta phun thuốc trị nó dứt điểm rồi thì những cái cơi mới sau ra phát triển ra nó không bị nữa. Còn cái lá này nó đã bị thì không thể mất nó trở lại màu xanh được ha. Nhưng nó sẽ không đến mức độ nó rụng. Còn anh chị mình để nó quá nặng, khi anh chị mình phun thuốc thì có thể nó sẽ dẫn đến rụng một số lá ha. Bởi vì khi nó nhện đỏ nó chích nó hút hết nhựa trên cái lá này thì cái lá nó đã khô giòn rồi. Chúng ta phun thuốc để trị thì có khả năng một số lá nó sẽ rụng ha. Đó, như cây này hôm rồi em phun thuốc thì có một số lá nó cũng bị rụng. Và khi nhện đỏ nó chích thúc thì những cái nụ kim nó cũng sẽ trở nên khô luôn ha anh chị, khô nụ. Cho nên anh chị mình chú ý ha. Đó, còn cái loại thuốc mà em sử dụng để phun cho vườn của em trong ngày hôm nay thì đầu tiên đó là cái thuốc phòng ngừa nấm bệnh Mancozeb ha. Thì anh chị mình theo dõi kênh của em thì anh chị mình biết rồi, từ đầu năm cho tới giờ đối với phòng ngừa nấm bệnh ở trên vườn của em thì duy nhất chỉ có một loại ha, em không có sử dụng nhiều thứ anh chị, cứ 2 tuần em phun một lần. Khi cây mai của anh chị nó khỏe mạnh, bộ lá trên cây nó chưa bị nhiễm nấm bệnh, anh chị mình cứ phun đều đặn 2 tuần một lần thì nó càng làm cho cái bộ lá của cây nó xanh lên ha, nó xanh nó dày cái lá lên. Bởi vì trong cái Mancozeb này nó có bổ sung 2 cái nguyên tố, đó là kẽm và mangan ha, cho nên nó tăng cường hệ diệp lục giúp cho lá mai xanh và dày. Và cái loại thuốc thứ hai đó là sâu và bọ trĩ, thì quá quen thuộc rồi em, duy nhất có một loại ha, đó là Confidor, không có thay đổi luân phiên gì hết ha anh chị, cứ một loại từ đầu năm cho đến cuối năm. Và cái loại thuốc thứ ba ngày hôm nay em sử dụng để phòng ngừa nhện đỏ đó là Alpha Mai ha. Thì hôm trước em cũng đã có chia sẻ đó với anh chị, thì như năm ngoái là em sử dụng cái Neumite của công ty Hợp Trí, nhưng năm nay cái giá nó cao quá, tới 140 mấy ngàn một chai, có 100cc. Em thấy cái hiệu này nó rẻ hơn, cái Alpha Mai này nó rẻ hơn, cho nên em sử dụng cái loại này. Nhưng cái loại này nó cũng rất là hiệu quả ha. Đó rồi, bây giờ em sẽ tiến hành pha thuốc ha. Thì cái xô này của em là 55 lít, nó đầy lên tới miệng là 60 ha, nhưng mà nó bị tét hết miếng, còn 55. Thì cái Mancozeb em đã cân sẵn đây ha, cứ 80g cho 16 lít nước. Thì cái này em sử dụng là 260g ha. Đó, em cho vô đây, lát em đánh lên luôn. Rồi, còn cái nhện đỏ thì nhà sản xuất người ta quy định 30 đến 40 ml cho 25 lít. Thì cái xô này 55 lít. Em sử dụng hơn 60cc xíu ha. Đó, cái này là 60 ha, cái ly này là 60. Cho thêm xíu nữa. Rồi. Đó. Còn Confidor cứ 1cc cho 1 lít nước. Thì 55 lít, 55cc. Đó, đầy cái này là 60 thì nó hơi lưng xíu. Rồi. Bây giờ em sẽ cho nước vô đánh đều lên rồi em phun ha. Rồi. Sau khi em đã pha thuốc thì em cũng tranh thủ phun cho vườn của em. Thì em cũng phun 1-2 cây để cô chú anh chị và các bạn mình xem cho vui ha.
Thì đối với thuốc nhện đỏ hoặc bà tỉ thì khi anh chị mình phun, chúng ta phun mặt trên và mặt dưới lá ha. Chúng ta phun mặt trên rồi chúng ta phun ngược ở mặt dưới lá lên. Ở cây mai này là cái cây mai hôm trước em có quay cho anh chị mình xem là nó còn yếu tàn hôm đầu tháng 6 ha. Sau thời gian em chăm sóc tới nay nó đã đều như thế này rồi. Sau một tháng là nó đã đều như thế này ha anh chị. Ở đây ha. Cái mancozeb này anh chị mình phun đều định kỳ. Cứ một tháng anh chị mình chỉ cần phun 2 lần là cái bộ lá mai của cây mai, bộ lá của cây mai anh chị lúc nào nó cũng sạch sẽ. Và nó xanh nó dày cái lá ha. Thì em sử dụng cho vườn em thấy vậy. Như ở trên vườn em là anh chị mình thấy từ đầu năm tới cuối năm ha. Em phun có một loại một. Cái thời điểm này là cái thời điểm bắt đầu mưa dầm rồi nắng, và cũng là cái thời điểm mà bắt đầu nấm bệnh nó tấn công nhiều trên cây, và anh chị mình không phòng ngừa kịp thời là qua tới tháng 8, tháng 9 âm lịch bộ lá cây nó đốm nó rỉ sát nó cháy hư hết ha. Rồi lúc đó không có giữ được nụ tới Tết ha anh chị. Chăm cây mai cho đến khi nó lên nụ đã khó rồi mà giữ được nụ cho tới Tết nó mới là vấn đề ha. Đó thì ngày hôm nay cũng nhân tiện em phun thuốc cho vườn của em thì em cũng quay và chia sẻ để anh chị mình cùng xem, cũng như nhắc anh chị mình phun thuốc chăm sóc cho cây mai của mình ha. Và clip chia sẻ tới đây em cũng xin được tạm dừng để tiếp tục công việc. Trước khi kết thúc em xin được cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã luôn luôn theo dõi và tin tưởng những gì em chia sẻ. Và cuối clip một lần nữa em xin được chúc cho tất cả cô chú anh chị và các bạn cùng với gia đình luôn luôn thật nhiều sức khỏe, vui vẻ, ấm áp, bình yên và hạnh phúc ha.